Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube trong xe Lý. Lần đầu tiên nếu các bạn xem kênh YouTube trong Xử Lý thì các bạn nhớ bấm đăng ký và bật thông báo, mình sẽ cập nhật về những kiến thức về những kiến thức bất động sản cũng như những uh, vấn đề pháp lý uh, hoặc là pháp lý bất động sản cũng như những vấn đề về thủ tục hàng không, thủ tục đi máy bay các bạn cứ inbox trực tiếp lên kênh YouTube trong Xử Lý hoặc là fanpage YouTube trong Xử Lý ở cái mục uh, fanpage Facebook trong Xử Lý ở cái mục bình luận nha. Mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất uh, khi mà mình nhận được câu hỏi nhé và dạo này mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn đặt cho mình từ kênh youtube hoặc là kênh fanpage facebook chồng xử lý thì nói chung nếu có sơ sót thì mình trả lời chậm các bạn các bạn thông cảm giúp mình nhé thì hôm trước mình có kêu các bạn là như vậy nếu mà chúng ta không có tiền mua đất ở thành phố thì các mình kêu các bạn à, xin chào tiến đạt ninh bình nha chào nguyễn kim khang nguyễn phước nguyễn nha thì hôm trước mình có kêu mọi người á là mua đất nông nghiệp để uh, lên được thổ cư thì có nhiều bạn hỏi mình bây giờ em không có tiền thì ok em cũng có thể chơi theo cái chiến lược của anh kêu là ừ em có thể mua đất nông nghiệp lên thổ cư nhưng thủ tục chuyển đổi mục đích để chuyển đổi lên thổ cư là thế nào mình mình sẽ cho các bạn uh, những cái thủ tục các bước về nói về để cách mà để chuyển đổi từ đất nông nghiệp lên thổ cư Uh, nhiều anh chị, nhiều các bạn hỏi mình, bây giờ nhà em có 500 trăm mét vuông, nhiều anh chị kêu là có ngàn mét vuông, bây giờ em không biết cái chuyển đổi sao, nhờ anh giúp giùm nhờ nhờ anh giúp giùm cái cách chuyển đổi để uh, em có thể em chuyển đổi đất uh, từ đất nông nghiệp mà em lên đất thổ cư, rồi từ đó em có thể xin giấy phép xây dựng các nhà, các bạn nên nhớ nha, chúng ta đừng có mà cái tư tưởng mà chúng ta xây các nhà, các uh, mà trên đất uh, nông nghiệp chúng ta phải chuyển hết sang thổ cư tại vì các bạn biết sao không khi mà các bạn xây những cái nhà mà trên đất nông nghiệp á có nghĩa là các bạn xây nhà trái phép và khi các bạn xây nhà trái phép như vậy á người ta muốn chuyển khi mà đến khi mà các bạn muốn chuyển đổi lên mục đích lên thổ cư á thì các bạn lại bị vướng căn nhà mà thường thường á các bạn nào đặt câu hỏi trực tiếp bên kênh youtube chồng sa lý giúp mình nha kênh youtube chồng sa lý thì các bạn thường thường các bạn nhiều ông bà mình ngày xưa ông bà mình có cái ngày xưa nói chung không phải cái tư tưởng mà là ngày xưa là hầu như ai cũng biết giấy tay đúng không mua mua nhà mua đất ai cũng biết giấy tay thì thôi cái đó là ông bà mình ngày xưa cái thờ của họ không có nhiều phương phong, phương tiện thông tin đại chúng như là ngày xưa đất rẻ đâu có ai nghĩ là bây giờ đất nó mắc như vậy đâu ngày xưa ông bà mình cũng vậy thì không mình không thể nào mình trách ông bà mình được đúng không mình không thể nào mình nói ông bà mình tại sao mà ngày xưa làm với tay rồi bài đạt đủ, không biết thủ tục pháp lý mình nói vậy lùm bậy không phải thờ nào sẽ có con người đó ông bà mình sống cái thờ ông bà mình nó khác và cái thờ mình bây giờ nó khác thờ ông bà mình đất đai nó rẻ lắm mà cũng không ai đi lừa đảo đất á thì đất đất cho không không thèm lấy mà lấy chi mất công phải cày cuốc trồng lúa trồng khoai chi nó mệt đúng không đấy ngày xưa nó như vậy nhưng mà ông bà mình đến bây giờ họ cũng đâu có nghĩ họ họ cũng đâu có nghĩ là bây giờ đất đai nó 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 nó, trù phú nó 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 mất đất đỏ như vậy đâu các các anh các chị biết không ngày xưa mình mình có ông ông bác ông bác ổng ổng làm ông bác mình ổng làm ở bên quân đội á thì được nhà nước cấp cho cái miếng đất ở đường trường sơn các bạn biết mà đường Trường Sơn mà phường 2 quận Tân Bình bây giờ ít nhất cũng phải là 250 triệu một mét vuông đất mặt tiền ít nhất đó nha mà ổng bán hết ổng đi mua chiếc cúp ổng chạy đúng không ổng đi mua chiếc cúp ổng chạy thì đơn nhiên cái chuyện đó nó xảy ra thì phải hiểu vấn đề tới bây giờ ổng nhìn lại chiếc cúp xong ổng nhìn lại miếng đất ổng mà ai mà nhắc tới miếng đất ổng ổng chửi á ờ à tại vì ngày xưa ông mua bán có mười mấy cái vàng mà ông mua chiếc cướp ông chạy bây giờ đất mà đất mặt tiền như vậy mắc quá ông tiếc ai cũng ai, mà ông tiếc đúng không thôi bây giờ các anh cái chị nếu có tiền mua đất nông nghiệp đi mua đất nông nghiệp chuyển đổi lên mục đích sang đất thổ cư đấy thì trước hết theo cái luật đất đai 2013, 2014, 2015 sửa đổi bổ sung thì để chuyển mục đích Uh, đất thổ cư, uh, đất nông nghiệp sang đất thổ cư thì tức trước hết chúng ta phải coi chính sách địa phương như thế nào. Hey, chính sách địa phương nghĩa là sao? Uh, trong một cái uh, dùng đó thì theo cái năm đó, theo kế hoạch 5 năm, 3 năm, 10 năm, năm gì của của từng địa phương, mỗi nơi mỗi khác. Mình nói chung mình muốn biết mình phải lên tại cái văn phòng đăng ký đất đai của địa phương đó, mình hỏi thì mình mới biết được là cái chính sách của địa phương mình. Uh, À, bây giờ cho 100 mét vuông cho lên một thổ cư 100 mét vuông với một một miếng đất thì thí dụ miếng đất 200 mét vuông thì cũng chỉ lên được 100 mét vuông thổ cư thôi miếng, miếng đất 500 mét vuông thậm chí 1.000 mét vuông hoặc là một mẫu à, thì nó cũng chỉ lên được có 100 mét vuông thổ cư thôi thì làm sao mà biết được đúng không chỉ có cách là chúng ta lên địa phương chúng ta hỏi à thì coi coi địa phương mình thí dụ như là cho mình lên được 100 mét vuông không mà mình đang có miếng đất 200 mét vuông thì mình lên 100 mét vuông thôi ấy mình lên theo chính sách của địa phương ấy xong rồi cái mình uh, lên rồi bắt đầu ở sau mình chừa 50 chục mét vuông là làm uh, uh, <laughs> ngàn lần là <ngời>. ờ <laughs> ở sau là mình chờ vừa năm 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 chục mét vuông á là mình để trồng cây nè ở phía trước mình trồng để năm chục mét vuông là mình để mình đậu xe rồi các kiểu xe hơi rồi các kiểu đúng không còn uh, chính giữa mà là một trăm mét vuông thì đó đó mình sẽ xây nhà đó mình lên trăm m vuông nhà mà anh trăm mét vuông là ở lau nhà muốn khùng luôn rồi chứ đừng có tham các anh cái chị đừng có tham nhà mà nhà mà xây nhà 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 mình là nhà mình ba tấm rưỡi à là tính ra bốn lầu á ba tấm rưỡi bốn lầu à, diện tích sàn của ba hai trăm ba hai trăm ba hai trăm bốn gì mét vuông á quên rồi nhưng mà như đó lau nhà muốn khùng luôn các anh cái chị đừng có ham đừng có ham cái nhà to thiệt lau nhà điên luôn á dọn dẹp mệt lắm cắt một căn nhà cấp 4 hoặc là một căn nhà cấp 3 mà dạng như cái hình thức biệt thự thôi nhỏ nhỏ thôi Đấy, về nó lao đỡ lao đỡ cực còn lại nói chung nếu mà các anh các chị có trong điều kiện của mình cho điều kiện cho phép thì ai ở nhà hiện tại ai ai ở nhà bây giờ mà đất chưa lên hết thổ cư đóng tiền lên hết thổ cư luôn cho mình nhớ nhá chồng xa lý khuyên mọi người đóng tiền lên hết thổ cư tại vì sao cái giá đất thổ cư càng ngày càng lên à thí dụ như hôm nay là giá đất của tại cái phường 1 đi phường 1 ngay chỗ này à, phường, nó, nó lên là 500.000 một mét vuông nhưng mà khoảng 5 năm sau cái giá đất ở đây nó sẽ lên tới 1 triệu một mét vuông có thể là 2 triệu một mét vuông Tại sao bây giờ mình không lên thổ cư trước đi mình có điều kiện thì mình lên đi để đừng có để khi à, đừng có để khi mà mình không có điều kiện hoặc là nó lên giá quá cao rồi à. mình lên thổ cư mình hết tiền mình không lên được tức lắm lúc đó mình tức lắm về giờ về nhà có điều kiện lên thủ cư hết cho mình à, để chi hay khi mà các bạn lên thủ cư bây giờ các bạn thích trồng đào ao nuôi cá trên đất thủ cư cũng được á mặc dù nó là không phải là đất nông nghiệp nhưng mà các bạn đã lên thủ cư bây giờ các bạn uh, lấy kêu xe ủi xe múc lại các bạn đào lên khoát phát các bạn đào uh, ao bỏ cá xuống các bạn thả không ai nói được gì chính quyền không ai dám nói gì tại vì đất mình lên thủ cư hết rồi còn mấy các bạn dựng cái trang trại lên các bạn nuôi nuôi bò cũng được nữa à, tại vì đất thổ cư là cũng làm gì cũng được á thoải mái luôn nói chung là đã lên thuộc vô thổ cư là mình muốn làm gì làm à, thậm chí là ra ngồi ăn nhậu phè phỡn nó bắt đầu chính quyền đi ngang cũng nói gì đó, tại vì đất mình thổ cư full nó trơn mình muốn làm gì làm nói chung là thoải mái nhá đừng có mà nói chung là nếu mà có điều kiện á thì ok lên thổ cư hết giùm mình nhá đừng để khi nào cái giá đất bắt đầu nó lên mình lên thổ cư phí lắm uổng tiền lắm nha rồi tiếp theo là quy hoạch coi mình coi là quy hoạch tại địa phương đang sinh sống à, có nghĩa là cái miếng đất của mình nó có giàu nằm vô cái diện mà quy hoạch hay không thí dụ như một cái miếng đất mà nó nằm vô cái diện mà quy hoạch lộ giới đường giao thông thì mình xác định thôi cái miếng đất là, là... thôi đó miếng đất mình nó nằm trong cái lộ giới đường giao thông là mình xác định như các bạn là mình khẳng định như các bạn là chúng ta không thể nào mà chúng ta lên thổ cư được cũng không xin giấy phép xây dựng được à đó cho nên mọi người cũng cẩn thận nha rồi mọi người cho mình một phút mình kiểm tra lại cái cầm mình cái cầm Minh tại sao cái minh nó không hiện chỉ ta Sao cái comment nó không hiện ta? Thôi, kệ đi, bữa sau mình chỉnh lại nha. Rồi, tiếp theo nữa, mình đã coi được cái quy hoạch tại địa phương sinh sống thì mình sẽ coi tiếp theo là mỗi năm địa phương nó chỉ có một cái tỷ lệ nhất định để chuyển mục đích. Rồi, mình cũng coi rồi. Và tiếp theo nữa là mình coi là cái miếng đất của mình có cái đường đi hay không. Đúng không? Bao nhiêu cái livestream mình nói rồi. Mà các bạn qua bên kênh YouTube trồng xe lý đặt kênh đặt câu hỏi tại kênh YouTube trồng xe lý nha, mình cũng nói các bạn rồi đất á, mà nó không có đường đi á, thì rất là mệt mỏi. Lúc đó chúng ta là phải xin văn bản hiến đường rồi mua mua đất làm đường. Nó trời ơi nó không cả cực khổ lắm cả một cái vấn đề luôn. Cho nên chúng ta phải coi đất có đường đi hay không hoặc lối đi là đường đi chung như thế nào đấy. Mình coi miếng đất của mình nó có lối đi hay không. Nếu mà miếng đất của mình có không có lối đi á, thì tốt nhất mình không nên mua. Chúng ta không nên mua cái miếng đất mà nó không có lối đi, tại vì thủ tục uh, chuyển đổi của nó rất là phiền phức phải kèm theo cái một số tiền chúng ta mua cái đất nữa ờ, mình coi coi miếng cái miếng đất của mình ví dụ đây là cái miếng đất của mình mà xung quanh của nó là bốn miếng đất đúng không? bốn năm miếng đất gì xung quanh miếng đất đất của mình thì nó không có lối đi nó không có lối đi vào mà cái đường đi á nó không được nhà nước công nhận à cái đường nó sẽ thể hiện ở trên cái miếng đất mình nó ghi là đường đất này và đường nhựa này đường quốc lộ này, đường nào miễn sao nó tiếp giáp với miếng đất của mình nó có cái chữ đường à thì lúc đó chúng ta hãy mua còn nếu mà nó không có thì tốt nhất không nên mua mua kinh lắm nha mua sau này tốn tiền tốn một mớ luôn mà xin lên làm thủ tục giấy tờ nó hành tới hành lui rất là cực khổ nhá rồi ở miền bắc á thì người ta hay gọi là đất kẹt còn ở miền Nam thì gọi là đất nông nghiệp, còn đất vườn á, để miền Nam gọi là đất nông nghiệp, đất vườn và nhất nhất là những cái đất này các bạn nên nhớ là không được phép xây nhà, à, nhá, không được phép xây nhà trên những cái mảnh đất như thế này nhá. rồi những cái hồ sơ mình sẽ đưa cho các bạn những cái hồ sơ để xin chuyển đổi mục đích, thứ nhất là hồ sơ là đơn xin chuyển mục đích, à, đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp tại sở tài nguyên môi trường hoặc là phòng đăng ký đất đai hoặc là bộ phận một cửa tùy địa phương à, đơn xin chuyển đổi mục đích là chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư à nha các bạn nhớ nhé à, bao gồm nè chứng minh nhân dân nè hộ khẩu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương đơn xác nhận hiến đường mẫu hợp đồng đơn xác nhận hiến đường nếu mà cái miếng đất mình không có đường nha các bạn kèm theo mẫu hợp đồng chuyển nhượng Uh, chuyển mục đích sử dụng đất mẫu hợp đồng chuyển mục đích sử dụng đất các bạn nhớ nha nộp tại các bộ phận như mình vừa nêu nha thì các bạn chỉ cần nộp một cái đơn chuyển mục đích như thế này thôi nhá ngoài ra một số nơi nó sẽ yêu cầu các bạn làm một cái đơn rồi đăng ký biến động à đăng ký biến động nha là sao nghĩa là các bạn sẽ bổ sung vào uh, tại vì đất mình chuyển sang đất thổ cư mà phải là nó biến động không phải là từ đất thổ nông nghiệp sang đất thổ cư đó các bạn đăng qua đó các bạn xin chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư nhá đó là cái đơn đăng ký biến động để người ta cập nhật vào cái sổ của các bạn tiếp theo nhiều người khó, than khó khăn đối với mình á nhưng mà nếu cá nhân thì hoàn toàn là có thể chỉ cần nộp thế chuyển đổi là được à um, nhiệt thí dụ như một số nơi đó, bây giờ đất nông nghiệp đó, mình nó phân lô phân lô ra các bạn nó bán nền rồi nó chuyển lên thổ cư nó bán cái mục đích đó hoặc là đất dự án như thế nào thì nó khó khăn nhưng mà đối với các bạn là một cá nhân là một đơn vị một cá nhân cụ thể như là nhà nhà chúng ta cần có nhu cầu đàng hoàng đây chúng ta ok chỉ cần nộp một cái thế chuyển đổi là được đó còn đối với mấy cái dự án thì nó sẽ rất khó thì còn tùy thuộc vào cái quy hoạch của địa phương như thế nào chiến lược phát triển dân của địa phương nơi dự án à, các bạn nên nhớ nha và những cái miếng đất này tốt nhất các bạn nên mua sổ riêng à các bạn mua sổ riêng thì sẽ có thì ký tên riêng mà sổ chung thì sẽ phải ký tên chung tốt nhất không nên mua sổ chung à